Nguyện những gì khi mà mình đứng trước Đức Phật đúng không? Mình thì đi khá là nhiều chùa, trong nước cũng có, ngoài nước cũng có. Mỗi lần đi nước ngoài thì mình lại rất là giản dị nha mọi người. Hoàn toàn là mình không biết tiếng Anh, mình nói không giỏi, nhưng mà mình vẫn luôn luôn tự giao tiếp với tất cả những người xung quanh. Mình không cần ai phiên dịch cho mình hết, tất cả mọi thứ mình đều cố gắng mặc dù là mình không giỏi. Cái đó là cái tính của mình từ xưa tới giờ. Cũng giống như cái tính tự lực đó, nó cho mình một cái là mỗi lần đến chùa mình rất là cương quyết. Hoàn toàn mình không cầu xin bất kỳ một điều gì cả. Mình chỉ ngồi trước Đức Phật hoặc là trước cái vị thần đó, mình chắp tay lại, mình im lặng, có một cái sự nghiêm trang, một cái sự tôn trọng nhất định mình dành cho người đó, thì mình nghĩ rằng là Đấng tối cao sẽ hiểu mình đang muốn gì. Và hoàn toàn trong lòng mình sẽ không có khái niệm là xin cho con được cái này, xin cho con được cái kia. Tại mình tin chắc rằng trên cuộc đời này chỉ cần ta luôn luôn cố gắng, luôn luôn nỗ lực và làm điều tốt, và chúng ta có một sự tôn trọng với tất cả những người mà chúng ta tín ngưỡng, thì chắc chắn rằng là họ sẽ luôn yêu thương và che chở cho ta. Đó là cái điều mà mình luôn là như vậy. When I talk, you understand? Yeah, I understand. You understand? Yes. Yeah. When I come here, I want to talk everybody. Then I want to learn English. Can you slowly talk, I understand. Okay. If not, professor talk. You so you know, you understand? Yeah, understand. Okay, yeah. Only English, Thailand don't understand. Okay, thank you. Okay. 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 Discount? Oh. Him tell me you bought, you can discount for me. No, this is all after discount. You see, this one $10. Now auntie selling $6. I know, but I lie. You discount. Yeah. Why auntie give discount for good price? Because I have Father Masjid Mosque. Okay, I know. Okay, and okay. And I have okay. 300. Okay, I see it help. Okay. So auntie make very good price. Okay, okay. Okay. I eat vegetarian. Every year. I give you my card. Yeah, okay. You help because we must help the poor. Yeah. Yeah. So you come, you can tell auntie. Okay. Yeah. When you see auntie face. Money for here, you can. We send there. Yeah. Then okay. Give the student books, computer. Yeah. To learning. Good job. Alhamdulillah. Okay, looking for thank you. Thank looking you. For you. Thank okay, you. Okay. So good. Ah, you can tell. Say hello, TikTok Simon too. Hello, TikTok Simon. Too. Simon Tu. Hello, TikTok Simon Tu. And say goodbye, TikTok Simon Tu. Goodbye, TikTok Simon Tu. Yeah, everybody. See everybody. You. Oh, okay. Okay, thank you. Yeah, thank you. Yeah. This.